Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Chồng cũ lại muốn tái hợp rồi, tập 32. Bốp. Cái thứ không biết điều thì phải dạy dỗ thật nghiêm khắc. Dạ thiếu cho ở lại là cái phúc mà còn muốn chạy. Phúc bị giam cầm trong biệt thự này như một con vật nuôi. Cái phúc này nhường cho mẹ, mẹ có muốn không? Tiền đã đưa cho bố mẹ rồi, con và bố mẹ không còn quan hệ gì nữa. Đồ nghiệt chủng, tao sinh ra mày, đến chết mày vẫn là con tao. Dạ thiếu đã đồng ý rồi, chỉ cần mày ngoan ngoãn ở lại đây, dạ thiếu sẽ tiếp tục đưa tiền cho bố mẹ mày. Hợp đồng đã ký rồi, bố mẹ hãy rời khỏi đây đi. Nếu mày không muốn tiếp tục hầu hạ dạ thiếu, bây giờ tao sẽ đánh chết mày. Nóng giận vậy sao? Dạ thiếu về rồi, ta đang dạy dỗ Kỷ Nhiên. Cậu yên tâm, ta sẽ dạy dỗ nó ngoan ngoãn nghe lời. Họ đánh em sao? Trên người anh ta vẫn còn vương mùi pheromone của cam nhuệ. Buồn nôn. Đừng động vào tôi, đồ kinh tởm. Nhiên Nhiên, nói chuyện thì nói chuyện, đừng động chân động tay. Nếu đã tới rồi thì cùng ăn bữa cơm đi. Không cần khách sáo, chỉ là bữa cơm thường ngày, hai vị xin hãy tự nhiên. Được được. Nhiên Nhiên, anh nhớ rằng em thích ăn nhất là món gan ngỗng của Starbucks, nên đã đặt về, tươi ngon vô cùng. Kỷ Nhiên, đừng tỏ ra không biết điều như vậy. Dạ thiếu đối tốt với con như vậy, con có gì không hài lòng? Kỷ tiên sinh đừng lo lắng, Nhiên Nhiên không muốn ăn, có lẽ là không thấy món điểm tâm khai vị. Em yêu, món điểm tâm khai vị này em nhất định sẽ thích. Tạch. Cái gì? Em thích mấy con thú đáng yêu này chứ? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhiên Nhiên của anh không vui. Anh đang làm em vui mà. Điểm tâm khai vị anh chuẩn bị cho em sắp tới rồi. Thịnh Duy Thanh. Dạ Lăng Hàn. Mở lòng ra. Bộp bộp. Đừng, đừng. Dạ Lăng Hàn, anh điên rồi. Nhiên Nhiên, em có thích món điểm tâm này không? Tôi đã bị anh bắt về rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Tuy rằng em đã ở bên cạnh anh rồi, nhưng anh cảm thấy em không hề nghe lời. Kỷ Nhiên, thứ mà anh muốn là trái tim của em. Anh đừng mơ. Tôi sẽ giết chết anh, đồ khốn. Tí tách. Tí tách. Em muốn giết anh. Leng keng.